Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và trên thị trường hiện nay có rất nhiều các đơn vị mang tên Tiến Dũng Audio, có thể là do vô tình và có thể là do cố ý. Quý vị và các bạn lưu ý. Và ngày hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2022, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các dòng loa bầu 701 2 lỗ hơi và một số các dòng loa bầu 301 hiện nay đang có tại shop. Và những chiếc âm ly Denon hàng bãi của Nhật hiện nay đang có tại shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là những sản phẩm phối ghép với nhau rất ăn ý, âm ly Denon và loa bầu. Và đầu tiên thì xin giới thiệu đến quý vị và các bạn món quà mà quý Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo nhân dịp Tết. Đó là một hộp chập trà mầm thương hiệu Hạnh Tâm. Đây là những hạt đỗ đen được lên mầm, hạ thổ và sấy lạnh bởi công nghệ của công ty Hạnh Tâm. Sản phẩm này bồi dưỡng sức khỏe, tăng cường sinh lực nam, bổ thận, thủy, thanh lọc, giải độc cơ thể, giải rượu và giảm tình trạng nóng trong, mụn nhọt, mẩn ngứa, tốt cho xương khớp, vân vân. Đây là một sản phẩm mà Tiến Dũng đã sử dụng rất ưng ý, nên cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn đam mê âm thanh. Món quà này trị giá 150.000, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo những đơn hàng có giá trị giao dịch từ 5 triệu trở lên. Và hiện nay shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cũng đang phục vụ sản phẩm này với mức giá 300.000 một cặp, cộng với phí ship khoảng 50.000. Quý vị và các bạn khi mua 2 cặp, tức là 600.000, thì Dũng sẽ bao phí ship. Và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một những sản phẩm của ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm bán chạy, rất chạy trong thời gian vừa qua, đặc biệt nhân dịp Tết. Đó là chiếc nồi chiên không dầu Kuchen, thương hiệu đến từ Đức. Sản phẩm này rất đặc biệt, đó là loại bỏ 80% mỡ thừa ở trong thức ăn, rất tốt cho sức khỏe. Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của châu Âu và đạt tiêu chuẩn an toàn điện của châu Âu. Đây là một sản phẩm rất được yêu chuộng trên thị trường hiện nay. Nồi chiên không dầu có dung tích là 12 lít. Chúng ta có thể làm được rất nhiều món ăn, trên 10 món ăn. Nướng bánh, nướng cá, nướng gà, nướng thịt heo quay, rang đậu phộng, vân vân. Chúng ta có thể tùy biến được rất nhiều chức năng ở trong đây. Dung tích 12 lít. Nồi chiên không dầu Kuchen, hàng của Đức, lắp ráp tại Trung Quốc, Made in China. Sản phẩm này được hãng Kuchen bảo hành 2 năm. Với phần vỏ ngoài được làm bằng inox, không bám vân tay. Rất đẹp, rất dễ lau chùi. Kuchen 1118, hãng bảo hành 24 tháng, tức là 2 năm. Và Tiến Dũng đang phục vụ sản phẩm này chính hãng với mức giá là 5.200.000. Và trong thời gian này Tiến Dũng đang áp dụng chương trình khuyến mại bao phí ship toàn quốc. Tất nhiên là quý vị và các bạn sẽ nhận ngay một phần quà Tết khi mua sản phẩm này từ nay đến Tết. Và nồi chiên không dầu Kuchen, đặc biệt với sản phẩm này Tiến Dũng sẽ bao phí ship toàn quốc và quý vị và các bạn sẽ không cần phải đặt cọc trước hay chuyển tiền trước đối với sản phẩm này. 5.200.000, Tiến Dũng bao ship toàn quốc, bảo hành chính hãng 2 năm. Và tiếp theo, các phần audio Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là những cặp loa bầu 701 2 lỗ hơi. Đây là những cặp loa rất được các anh em đam mê âm thanh yêu chuộng. Các anh em đam mê âm thanh mệnh danh là vua của tiếng bass, bởi dòng này cho tiếng bass rất uy lực, rất mạnh mẽ. 701 2 lỗ hơi sử dụng một thùng là 5 loa, 2 loa bass xúc, 1 loa mic 16cm và 2 loa chép giấy. Lỗ thông hơi ở phía trước 1 lỗ và phía sau 1 lỗ, công suất tối đa là 200W trên 1 thùng. Bầu 701 2 lỗ hơi thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 40m2. Quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe đa thể loại dòng nhạc. Dòng này cho tiếng rất tuyệt vời. 701 2 lỗ hơi, ngày hôm nay Tiến Dũng còn đang có 4 cặp và trong đó có 1 cặp còn thùng xốp.
hàng made in Canada, hàng của Mỹ sản xuất tại Canada. Quý vị và các bạn lưu ý, tất cả các dòng 701 đều là hàng của Mỹ sản xuất ở Canada. Thùng xốp còn đầy đủ xốp, series thùng và series của loa trùng số. Với cặp loa còn thùng xốp model 701 2 lỗ hơi thì Dũng phục vụ với mức giá 27 triệu, và với các cặp không còn thùng xốp đẹp như nhau mức giá là 25 triệu. Tất cả đã được các bạn hàng Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ trời Tây và được Tiến Dũng kiểm định đầy đủ tại shop. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và với các dòng loa bầu 701 này, quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các dòng âm ly đờ nông tầm như 2000 4 la mã, 2000 3 la mã. Có điều kiện hơn thì anh em sẽ phối với các dòng âm ly đờ nông S10, S10 3 la mã, S10 3 la mã Limited. Đây là những chiếc âm ly đờ nông phối ghép rất tốt với các dòng loa bầu, với các dòng loa bên đúc, các dòng loa Sequoia đều chơi rất tốt. Xin báo giá luôn với quý vị và các bạn những chiếc âm ly đờ nông 1500R 2 la mã bản màu vàng mức giá 11,5, 2000 4 la mã mức giá 19, 2000 chơi mức giá 13,5, S10 3 la mã Limited mức giá 35 triệu. Và hiện nay shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cũng đang có các dòng đờ nông 2000 2 la mã mức giá 15,5, 2000 3 la mã mức giá 17,5. Tất cả Tiến Dũng đã tuyển chọn kỹ lưỡng trực tiếp từ nước ngoài, bao zin, bao đúng xuất xứ, hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Tiếp theo trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những dòng loa bầu 301. Đó là 301 series 4, hàng Mỹ sản xuất tại Mexico. Đây là mẫu loa có phân khúc giá bình dân, tuy nhiên cho tiếng rất tốt, đặc biệt dòng này cho tiếng bass rất tốt. Với sản phẩm này, quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 25m2. Các anh em có các không gian lớn hơn có thể sử dụng 2 cặp hoặc hỗ trợ thêm một loa súp. Mức giá của cặp 301 series 4 là 9.500.000, sử dụng bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng, tình trạng đẹp xuất sắc. Phía dưới này là một cặp Sequoia, sử dụng đã có video giới thiệu. Sequoia model VS120, 1 bass 30, 1 mid 1 chép. Dòng loa này có công suất tối đa là 250W, trở kháng 4 ohm, thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke. Mức giá của cặp loa này là 19.500.000. Và Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại áp dụng đối với cặp loa này, giảm 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 18.500.000. Cái dòng Pioneer hiện nay Tiến Dũng cũng đang có hàng. Và phía ngoài này đó là mẫu loa 301 Music Monitor 2. Đây là cặp loa rất được yêu chuộng bởi chất âm của nó sáng, rõ và với mức giá rất vừa túi tiền. 301 Music Monitor phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, các không gian tầm trên dưới 25m2. Mức giá của cặp loa này là 7.800.000. Phía bên đây là một cặp 301 Series 2 vỏ màu vàng. Cặp này Tiến Dũng chưa kịp lau dọn. 301 Series 2 bản vỏ vàng, 1 bát 20cm và 2 loa chấp giấy loại 8cm. Mức giá của cặp loa này là 9.500.000. Ngoài ra thì shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn chuyên phục vụ các dòng giải mã DC âm thanh chất lượng cao, Hi-Res Audio, mức giá từ bình dân cho đến cao cấp. Cái dòng bình dân 3.400.000, nhỉnh hơn có các dòng cao cấp hơn, mức giá dao động từ 3.400.000 cho đến 80 triệu một cái. Tất cả là hàng chuẩn Hi-Res Audio, âm thanh chất lượng cao, bảo hành chính hãng 12 tháng. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi nhu cầu mua sắm, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Xin chào và xin cảm ơn.